close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Người Việt Nam chúng ta. Và lúc đây đôi bạn trẻ chúng ta đang nắm chặt tay nhau trở về với bàn thờ gia tiên, cùng báo hiếu biết và tổ tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chỉ còn vài phút nữa thôi thì chương trình Vinh Danh Tình Yêu dành tặng tới cô dâu và những người chúng ta sẽ diễn ra. Và sân khấu tình yêu hiện nay vẫn còn rất nhiều chỗ trống, và ở phía ngoài cổng hoa vẫn còn rất nhiều những người bạn và những người đồng nghiệp của cô dâu và chú rể. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng sự kết cấu tình yêu ngày hôm nay, cùng ổn định chỗ ngồi, dành tặng những lời ca tiếng hát thì về nhất, cùng chúc mừng ngày hạnh phúc trọn đời, dành tặng tới chú rể Viết Hồng và con dâu Hiền Nhung. Chúng ta kính mời tất cả quý vị. Có thể nói rằng năm kim đất tốt chồng cao, cho anh chồng ké bùi chồng một bên, và mãi này chầu ấy lớn lên, em sang bên ấy anh về làm dâu bên này, và hôm nay dây chầu đã cuốn chặt đến thân cầu. Chân thành kính kiến từ tất cả quý vị và các bạn, và một chương trình đám cưới như mơ dành tặng đến con dâu của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời hai bạn trẻ chúng ta hãy cùng trở về với đại hòa hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời tất cả quý vị tiếp tục đỡ lời cho đẹp cưới đất mình. Và xin mời tất cả chúng ta hãy cùng ổn định chỗ ngồi, bước vào chương trình đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc trong năm dành tặng tới chú rể Viết Hùng và con dâu Hiền Nhung. Xin chào kính mời tất cả quý vị. Để hôn trường và một tràng lớn tất cả quý vị đến thăm của cô dâu của ngày hôm nay ạ. Rất tuyệt vời. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chúng ta hãy cùng nở cười thật tươi đi ạ.
rất tuyệt vời. Kính thưa tất cả ông trường, và đang xuất hiện trên bản tân lễ là hai bông hoa đẹp nhất, hai viên ngọc sáng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Có thể nói rằng tình yêu, niềm hạnh phúc là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và tình yêu của Viết Hùng và Hiền Nhung cũng vậy. Họ đã trải qua bao nhiêu năm tháng đời trường, trải qua bao nhiêu chông gai thử thách mà ngày hôm nay họ đã gặp bên bờ hạnh phúc vinh quang. Và một đám cưới như mơ sẽ minh chứng cho tình yêu tuyệt vời nhất và Viết Hùng dành tặng cho Hiền Nhung. Và buổi trưa ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2019, tức là ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Hợi, được cho phép của chính quyền địa phương, sự nhất trí đồng tình của quan viên hai họ, đôi bạn trẻ Viết Hùng và Hiền Nhung đã nên duyên tâm sắc. Và giờ đẹp đã đến, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố với cả thế giới rằng chương trình vinh danh tình yêu dành tặng tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Một tràng thật lớn tất cả các vị không ạ? Rất tuyệt vời, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, rất tuyệt vời, xin cảm ơn những tràng pháo đến từ tiệc cưới Đức Bình đã cùng hân hoan cùng chúc mừng cho cặp đôi nương đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, và đèn đầu cho chương trình đại lễ thành hôn ngày phúc trăm năm của cô dâu và chú rể, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu một vị đại diện họ nhà trai đến từ mảnh đất Nam Trung Nam Đàn và vị đại diện họ nhà gái đến từ quê hương Nam Kim Nam Đàn yêu dấu. Chúng ta hãy cùng trở về sân khấu tình yêu, cùng bắt tay tình đoàn kết thông gia và làm những thủ tục giao dâu nhận dâu cho buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã cùng chứng kiến một tình thông gia tuyệt vời nhất giữa hai mảnh đất nào đến nhân kiệt, chính là quê hương Nam Kim và quê hương Nam Trung. Và xin mời hai đại diện đến từ hai họ, chúng ta hãy cùng trực về với những người con, người cháu của mình để có đôi lời phát biểu giao dâu và nhận dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa tất cả quý vị, và theo quan điểm của người Việt Nam chúng ta, nữ chủ là đầu câu chuyện và bao giờ thì lời chào cũng ngang hơn cung cố. Và xin mời hai vị đại diện đến từ hai họ, chúng ta hãy cùng trở về sân khấu tình yêu cho đôi lời phát biểu và cảm ơn sự các bạn đông đủ tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời tất cả ông trường chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu ạ. Một trắng tay lớn lên con sâu vào chút này ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, nhấn này anh tặng cho em. Ông trời đã định kết duyên chúng mình, em trao nhẫn cưới chung tình. Và từ đây hai đứa chúng mình có nhau, đôi ta thì như thế còn đồng, và ăn chung một lá lại nằm một mực nồng. Đôi ta thì như thế còn đồng, con cuốn con khít con trong con ngoài. Chúc tất cả cô dâu và chú rể chúng ta cho nóng tóc bạc trên cầu thắm, mưa thở xuân xanh ý bất đồng. Và một tràng vỗ tay lớn tất cả các vị không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và liên tục những khoảnh khắc tràn ngập tình yêu thương và niềm hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trở về bên chiếc bàn rượu sông Banh, cùng nhau khăn đất sông Banh rót đầy không trời hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời.
Một chàng trai rất là khôi ngô, từ đến từ mảnh đất Nam Trung ạ. À. Không biết rằng anh chị chúng ta đi yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi ạ? À? Mới được có một tuần anh ạ. Cho chú rể nói lại đi ạ. À. Tuần đi được một tuần mới bao nhiêu tuần này. Rất tuyệt vời. Một chú rể rất là hài hước cho tất cả quý vị. Và chắc chắn rằng trong khoảng thời gian yêu nhau thì đã có rất nhiều những khoảnh khắc tình yêu, niềm hạnh phúc mà cô dâu và chú rể chúng ta đã gửi gắm cho nhau. Và buổi trưa ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, đặc biệt là những người bạn, những người đồng chí, đồng nghiệp của cô dâu và chú rể, thì đứa bạn trẻ chúng ta sẽ thực hiện một cuộc hôn và cảm nhất, minh chứng cho tình yêu tuyệt vời nhất mà hai bạn tình dành cho nhau. Hôn chưa có đồng ý không ạ? À? Một cuộc hôn ngọt ngào ạ. À? Đồng ý thì cho một chồng vỗ tay thật lớn đi nào. Rất tuyệt vời. Và quay trở lại với cô dâu và chú rể ạ. À. Vâng, cô dâu cười rất là tươi. Xin mời anh chị chúng ta hãy cùng ngoảnh mặt vào nhau đi ạ. À. Rất tuyệt vời. Và xin mời cô dâu xinh đẹp hiền nhung hãy tìm trên cơ thể của người chồng mình một vị trí được cho là cứng và thẳng nhất và nắm tay chặt vào đó đi ạ. À. Chỗ nào cứng và thẳng nhất ạ? À? Những người bạn cô dâu đang ở đâu ạ? À? Vâng, rất tuyệt vời. Rất là chuyên nghiệp. Và xin mời chú rể biết hùng hãy tìm trên cơ thể của người vợ mình một vị trí được cho là cong và mềm mại nhất đi ạ. À. Vâng, rất chính xác. Đó là eo của cô dâu. Và tất cả chúng ta hãy chuẩn bị ạ. Hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu để cùng chứng kiến một nụ hôn kéo dài 10 giây tượng trưng cho 100 năm hạnh phúc. Hôn chữ có đồng ý không ạ? 10 giây ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Tất cả chuẩn bị ạ, nhấp ảnh ra chuẩn bị ạ. Nụ hôn 10 giây đẹp nhất năm 2019 trong buổi trưa ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu. 10, 9, 8, 7. Xin cảm ơn rất nhiều. Happy wedding, rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, buổi trưa ngày hôm nay, ngày hạnh phúc chung đôi của cô dâu và chú rể. Và những người hạnh phúc nhất đó chính là những người cha, những người mẹ, những người cô, người chú, người dì và những người bạn. Và tất cả chúng ta buổi trưa ngày hôm nay thường diện cho sân khấu này thì có những món quà đặc biệt nhất dành tặng tới ông trẻ chúng ta. Và để mở đầu cho chương trình trao quà sẽ là những món quà đến từ Tư Gia và nhà trai chúng ta.
ca tiếng hát cùng chúc mừng ngày hạnh phúc đang qua dành tặng tới cô dâu và chú rể, và liên tục đỡ lời cho bạn chàng tình nhân Lân Việt Quý. Xin mời tất cả quý vị chúng ta đã yêu ca hát, chúng ta hãy cùng tiếp cận với MC. Chào anh đi mọi người ơi. Đơn giản. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Tay đâu.
đây là Chúa này. Con dâu hiền nhung trong cái trường này. Chúc mừng tất cả anh em cùng lên và buông con dâu xuống nào. Con dâu hiền nhung. Chúa dễ bắt đúng đó. Xin mời tất cả bạn bè của chú rể Văn Hùng cùng lên đây quẩy trong cái trường này để cùng sức với chú rể Văn Hùng và con dâu Viết Nhung cho nó tìm về máu và đường để vui thế. Tất cả anh em đã cùng lên sân khấu nhá. Lên nào. Tay đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu. Hôm nay ông Kỳ có tổ chức một cái đám cưới thật to bự để chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Quảng cáo. Anh em ơi, tôi sẽ cái gì mình sẽ cao lên nào. Tay đó, tay đó. Xin mời tất cả bạn bè của chú rể Viết Nhung cùng lên sân khấu nào. Tick tock. Tick tock.
Cùng xin lỗi cô dâu Hiền Nhung cho buổi chiều hôm nay. Xin mời tất cả anh em cùng lên xin lỗi cô dâu Hiền Nhung. Và chú rể Viết Hùng cùng lên sân khấu nha. Chú rể Viết Hùng và cô dâu Hiền Nhung nào. Cô dâu Hiền Nhung nào. Chú rể Viết Hùng ở đây nha. À, sau đây là cái lời muốn nói của chú rể Viết Hùng nói với cô dâu. Anh em muốn đi thông cảm nha, nhiệt tình lên. Lên. Xin mời cô dâu Viết Hùng ạ. Xin mời cô dâu Hiền Nhung. Lên nào. Anh em ơi, tay đám cưới ở Nghệ An cho tất cả các bạn xem nha. Thế các bạn thì đám cưới ở Nghệ An có giống như ở quê mình hay là nó khác gì thì comment cho mình biết nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip này.